Mình chào các bạn trở lại kênh YouTube của Việt. Thì hôm nay Việt trở lại cái video của Việt, đó chính là Việt sẽ hướng dẫn bà con, nói chung là thời điểm mùa mưa này là những bà con nuôi cá tra là hay cái trường hợp đó chính là cá tra bị thối đuôi. Thì một tí nữa Việt sẽ cho bà con xem cái video, nghĩa là bà con sẽ thấy được, nhận định được những cái mà con cá tra nó bị biểu hiện như thế nào là bị thối đuôi, và những trường hợp nào con cá tra bị thối đuôi nó kèm theo xuất huyết, nó kèm theo trùng bánh xe và nó kèm theo nấm, thì những cái phác đồ điều trị như thế nào. Thì trước tiên Việt mời bà con xem cái video mà Việt quay của khách hàng mình đang bị nhiễm thối đuôi, thì sau đó thì Việt sẽ tư vấn bà con cái phác đồ điều trị. Hôm nay có một lề cá của ông khách là nó bị nhiễm nấm xuất huyết, nhiễm nấm thối đuôi. Thì mình chưa giải phẫu nghe, nhưng mà trên đây do mình đã kiểm tra là bị nhiễm nấm xuất huyết nên hôm qua là mình muốn quay để mình chia sẻ cho bà con dấu hiệu nhiễm nấm rất 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 dễ nhận dạng nha. Tại nhiều khi bà con không để ý, chứ con cá tra nhiều khi khi mà nó đến thối đuôi rồi bà con mới nhận ra. Để mình kiếm con thối đuôi rõ ràng cho bà con xem nè. Thường là bà con là thấy khi mà con cá tra mà nó bị thối đuôi rõ ràng như thế này bà con mới nhận ra, không không? Nhưng mà trước đó bà con để ý thì thường cá mình nó sẽ có biểu hiện xuất huyết nha. Nó biểu hiện xuất huyết này, với đặc biệt là bà con rất là dễ nhận biết, bà con thấy so với những con cá khác là nó bị sưng nha. Nếu mà bà con có để ý thường con cá như thế này á thì nó dẹp nha. Nhưng mà bà con thấy, nếu mà thật sự mới bà con gờ vào trong cái cảm quan á nha, là con cá này giống như là nó sưng hơn, nó tròn hơn, cảm giác nó như cá chốt vậy đó, nó tròn hơn, cảm giác như cá chốt á, là giống như khi cá nó nhiễm nấm vào á, mà nó xuất huyết như thế này á, mà nó sưng lên như thế này á, là nó đã nhiễm nấm rồi. Thì cái này chắc chắn với bà con là nó thời gian sau nó sẽ chuyển thối đuôi. Nhưng mà thường á là bà con trước mắt thì đa số bà con sẽ thấy cái hiện tượng đó chính là nó đỏ bụng, lật bụng, lờ đờ như thế này. Nhiều khi bà con thấy nó không có gì, nhưng mà bảo đảm là khi bà con gờ cá vô này, thứ nhất là con cá nó không còn nhớt nha, thứ hai là con cá, bà con thấy cái con cá nó, cái đuôi nó sưng, nói chung là sưng nguyên mình nó luôn nha, sưng nguyên mình lên thì chắc chắn là cá nhiễm nấm. Thì đây thì mình quay trên đây trên nha cái kính hiển vi cho bà con xem. Cái bệnh xuất huyết thối đuôi này là dường như là cái bệnh phổ biến, nhưng mà chúng ta vẫn nếu mà chúng ta xác định chính xác thì chúng ta vẫn có thể điều trị được. Chúng ta vẫn có thể điều trị được là bình thường. Đây bà con thấy đây là những cái dấu hiệu của con cá mình xuất huyết như thế này, thì bà con thấy rồi đúng không? Đây là hiện tượng bị xuất huyết. Còn đây là bà con thấy rõ, để mình quay cho bà con thấy là những cái đốm nhiễm nấm đây. Thường con cá mà cái vây đuôi của nó mà bà con sẽ thấy nó bình thường, nhưng mà đây là những cái mà nó nhiễm nấm nè. Đây là những cái mà con cá mình nó bị nhiễm nấm. Đây là Việt đang coi trên cái đuôi trên con cá nha, đuôi của con cá mình cắt ra. Rất là dễ dấu hiệu này nhận biết. Nhưng mà khi bà con phát hiện này nhiễm nấm rồi á, thì trong cái phác đồ điều trị của mình là như thế nào, thì Việt sẽ hướng dẫn bà con ở phần sau về cái phác đồ điều trị nấm xuất huyết và thối đuôi. Cái video khúc đầu mình up á, là nó ngày hôm qua mình tạc. Sau khi tạc một ngày thì những thằng thối đuôi như thế này lên nè. Bà con thấy những thằng thối đuôi như thế này nè, mà nó còn lội á, là cái thuốc mình nó hiệu quả nha. Thì thường sau khi tạc một liều thối đuôi á, là cá mình nó sẽ hao rất là nhiều. Những thằng thối đuôi như thế này là hao, bà con thấy á, khi mà mình tạc thuốc xuống á, thì những thằng đây bà con thấy cái đuôi nó thối nè, nhưng mà con cá vẫn còn sống nha. Thường á, nếu mà bà con tạc không đúng phát trình, không đúng liều phát đồ á, thì những thằng này là nó sẽ chết hết nha. Nhưng mà dường như mấy này phải hao nha bà con nha. Về việc cho bà con thấy rõ ràng những con bị thối đuôi, thối rất là nặng nha, với những con như thế này. Thì cái phác đồ điều trị mình á, khi sau khi quýnh một ngày mà con thấy hàng này nó lên, nhưng mà những hàng thối đuôi này là không bao giờ cứu được hết, nhưng không bao giờ cứu được những hàng này. Những hàng này nó bị thối đuôi nặng, nhưng mà do cái thuốc mình đánh đó mà con, nó hiệu quả, nên những hàng này nó không hao nha.
do đó sau khi mà một phát đồ mình điều trị, bà con sẽ thấy nó sẽ còn hao lai gai nha, bà con sẽ thấy nó sẽ còn hao lai gai là hao những thế này, là bà con cứ nghĩ là nó không hết bệnh là không phải nha. Những thằng như thế này là nó đã hết bệnh rồi, nó đứng bệnh, nhưng mà những thằng này nó nặng quá, những thằng này nó nặng quá, nó không phục hồi. Do đó bà con thấy sau khi một liệu trình điều trị thú đuôi á, là bà con sẽ thấy có những trường hợp mà hao lai gai ngày năm mấy con hao hoài vậy đó. Nhưng mà bà con nên xem kỹ, có thể là cái đó là nguyên nhân là do cá chúng ta đã, nó đã hết rồi đó nha, nó đã hết rồi đó mà chúng ta không biết, nên chúng ta cứ tiếp tục sử dụng thuốc thì như thế là nó sẽ đâm ra là nó tốn tiền, tốn phí chúng ta rất là nhiều. Và sau 2 ngày như thế này thì mình bắt đầu mới tiến hành cho ăn thuốc nha. Thì sau 2 ngày này mình mới bắt đầu tiến hành cho ăn thuốc, chứ để nếu mà mình cho ăn thuốc sớm á là nó sẽ rất là dễ bị hiện tượng là hao hàng loạt nha bà con. Rồi bây giờ là cái vấn đề mà bà con đang rất chi là quan tâm, đó chính là cái phác đồ điều trị là như thế nào. Bởi vì cái bệnh thú đuôi này bà con, để mà chúng ta điều trị hiệu quả hay không hiệu quả là chúng ta cần phải có một cái kinh nghiệm nhận định nó chính xác. Bởi vì bà con biết, nếu mà chúng ta điều trị xong một phác đồ thì rất là nhiều người là ta cứ lầm tưởng là sau khi ông kỹ sư đó đưa tạt 1-2 cử thuốc á thì bắt đầu thấy cái lượng hao nó tăng lên, mà rồi bắt đầu ông mới chuyển sang một loại thuốc khác của người khác tạt, thường tạt 1-2 cử, bắt đầu tự nhiên tạt 1-2 cử là thấy nó giảm rồi. Do đó bà con sẽ không đánh giá được khách quan cái thuốc nào hiệu quả không hiệu quả, đâm ra là sẽ không có kinh nghiệm để điều trị cho những trường hợp sau. Thì hôm nay sẽ phân tích kỹ. Bây giờ thực sự cốt lõi video ngày xưa giờ việc làm là việc luôn luôn nói quy trình, luôn luôn show những loại thuốc mình còn, và thậm chí việc công khai giá luôn, bởi những cái mình là người thật việc thật, mình làm việc thật. Thì đôi lúc sẽ có những bạn nói là mục đích mình muốn quảng cáo bán hàng không, thì thật sự á ha, những bạn nào đã và đang được ha, đã và đang được việc hỗ trợ cái phác đồ điều trị từ xa, nhưng những bạn nào mà theo full quy trình của mình á mà các bạn sử dụng nó hiệu quả thế nào thì các bạn có thể bình luận trực tiếp trên đây để cho những bà con khác là biết là có thể là cái quy trình của mình nó hiệu quả hay không. Rồi thì bây giờ á, khi cái trường hợp thú đuôi xuất huyết á, thì mình sẽ có hai cái trường hợp nha bà con. Thì cái này là việc tránh thuốc tạt, thường trong quá trình thú đuôi bà con điều trị trong 2-3 ngày trong quy trình mình thì bà con hoàn toàn là phải cắt mồi nha, hoàn toàn là sẽ cắt mồi. Thì trường hợp thứ nhất là trường hợp cái giai đoạn 18-19 ngày thú đuôi á, thì thường nó sẽ kèm xuất huyết và trùng bánh xe ha, xuất huyết và trùng bánh xe, nó thường sẽ kèm theo xuất huyết và trùng bánh xe. Thì khi mà bà con bị thú đuôi á, cái nguyên nhân là con cá mình nó bị nhiễm xuất huyết và trùng bánh xe, mà xuất huyết trùng bánh xe khi mà nó làm cho con cá mình nó yếu thì bắt đầu nó mới cơ hội cho cái nấm nó phát triển. Và nấm phát triển, mà khi mà nấm nó phát triển đủ mật số nhiều á thì nó sẽ chuyển thú đuôi. Thì bà con thấy á, thường con cá tra mà nó gom cù hay gom cụm và kết hợp với kèm xuất huyết nó kéo dài khoảng 3 ngày là bà con sẽ thấy trường hợp con cá bà con bị thú đuôi. Thì do đó cái mà trong đó nó sẽ có nhiều nguyên nhân, nhưng mà khi mà mình chẩn đoán là nó đã bị nhiễm trùng bánh xe và đang có chuyện xuất huyết và nó sắp có chuyện thú đuôi thì chúng ta cần giải quyết cái những nguyên nhân nặng trước. Thì giống như bây giờ cho dù bà con thấy con cá tra, rất là nhiều bà con sai lầm là thấy con cá tra thú đuôi thì bà con có thể lấy rồ nổ bôn cá tê vi công bà con xuống bà con quýnh, nhưng mà nó không hết, bởi vì bản chất là con cá nó vẫn còn trùng bánh xe. Thì khi bà con biết, khi việc nói khi con cá mình chuẩn đoán xác định nó có nghĩa là nó bị thú đuôi, mà chúng ta cần phải xác định theo nó có những nhiễm ký sinh nào tiếp tục hay không. Thì trường hợp 1, nếu mà nó có nhiễm trùng bánh xe, nếu mình nhiễm trùng bánh xe nha, cái nếu mà khắc phục việc điều trị nhiễm trùng bánh xe, thì nếu mà thực sự nó nhiễm trùng bánh xe thì sẽ, trong 2 ngày điều trị việc tạt dường như là nó sẽ giảm. Thứ nhất là buổi sáng việc cho đánh cái sản phẩm NVQ này ha. Thì cái NVQ này là bà con trên kênh mình đã biết rồi, nó là sản phẩm duy nhất hiện tại là nó có thể cải thiện được cái trường hợp bị trùng bánh xe, mà nó an toàn ha, nó an toàn, và khi con cá mình nó bị gan thận mũ nó vẫn an toàn, nó không làm cá mình hao nhiều nha. Thì khi bà con bị nhiễm đó thì bà con sáng ví dụ 8-9 giờ là bà con sử dụng cái sản phẩm NVQ này nha. Còn buổi chiều á thì bà con sử dụng tiến hành NVQ thì bà con tạt một chai 3.000, còn bà con quýnh 1 lít gồ nó bôi lên liều 4.000 ha, 1 lít gồ nó bôi 4.000 nha, đó là liều 4.000. Gonobon thì cái sản phẩm việc đưa bà con thì là cái sản phẩm này thôi, nhưng mà nhiều khi tại mỗi vùng thì bà con đang xài sản phẩm quen nào thì bà con cứ tiếp tục sử dụng sản phẩm đó ha. Thì ngày thứ nhất là sáng bà con quýnh NVQ,
Chiều bữa sau chiều khoảng tầm 3 giờ bà con quýnh 1 lít Gonovon cho khoảng 4 đến 5 ngàn nha, khoảng 4 đến 5 ngàn. Xong qua ngày hôm sau nha bà con. Nếu mà qua ngày hôm sau á, bà con nếu có điều kiện bà con xét nghiệm ký sinh trùng lại á, nếu mà nó bị hết trùng bánh xe rồi ha, nó có thể hết trùng bánh xe rồi á, thì bà sáng bữa sau ha, nếu trường hợp còn trùng bánh xe thì bà con tiếp tục làm sáng trùng bánh xe chiều cái thằng Gonovon ha. Nếu trường hợp trong đó trường hợp nếu mà qua ngày thứ hai trùng bánh xe nó giảm nhưng mà nó giảm chưa hết thì sáng ngày thứ hai bà con vẫn tiếp tục sáng quýnh NBQ chiều quýnh Gonovon. Qua ngày thứ ba bà con quýnh chắc chắn, bà con quýnh hai nhịp là bà chắc chắn cái trùng bánh xe nó hết. Thì đúng ngày thứ ba bà con quýnh cho mình một cử glue ha, bà con sẽ quýnh cho mình cùng một cử glue với muối mà trong vòng 3 ngày đó bà con phải cắt mồi ha. Sau khi bà con đánh glue với muối xong thì qua ngày thứ ba thì mình mới bắt đầu tiến hành cấp kháng sinh. Còn cái clip lúc đầu mình làm cấp kháng sinh thì nó sẽ tùy trường hợp bệnh mình sẽ cấp kháng sinh sau. Còn nếu trường hợp á, nếu trường hợp mà con á, đó là trường hợp mà cá chúng ta bị nhiễm trùng bánh xe nha. Còn nếu mà nó không bị nhiễm trùng bánh xe thì sao ha? Thực sự cái liệu trình này là việc đã và đang làm rất 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 hiệu quả. Nói chung là cái liệu trình ban đầu mình là đang xài liệu trình, cái liệu trình vậy nè, là buổi sáng mình quýnh, nếu mà không có trùng bánh xe nha mà nó có sốt huyết á, thì buổi sáng hôm nay ha, sáng hôm nay mình sẽ quýnh cái thằng glue, sáng hôm nay gần quýnh glue nè với muối, và chiều tầm 2 đến 3 giờ là mình sẽ tiến hành đánh cái thằng Gonovon, chiều đánh Gonovon nha. Và đến ngày thứ hai là mình sẽ không quýnh glue nữa nha, mình đã khẳng định. Đến ngày thứ hai á, thì cái liệu trình mà mình nói chung là mỗi người sẽ có một liệu trình, nhưng mà cái liệu trình việc làm việc đang thấy rất hiệu quả. Thì sáng ngày thứ hai là Việt sẽ tiến hành đánh cái hàng nano bạc, chiều thì Việt đánh Gonovon. Và cái Gonovon này bà con, thì hiện tại cái clip này Việt đang up lên bà cho bà con là giống như thời điểm này á, là cái Gonovon nó đang hiệu quả. Nhưng mà đôi lúc trong cái liệu trình lúc trước Việt gửi cho bà con á, thì cái Gonovon nếu thực sự bà con có thể lúc thì bà con sẽ xài Gonovon, có lúc bà con sẽ xài cái nhóm vi công, có lúc bà con xài cái gốc KT. Cái mà Việt làm đôi lúc những video này bà con xem trên kênh Việt thì có thể là những video điều trị bệnh thú đuôi này Việt đã điều trị rất nhiều, nhưng mà cái Việt làm theo thời điểm, theo cái mà hiệu quả nhất. Đôi lúc cái quy trình Việt làm đến thời điểm này nó hiệu quả, nhưng mà nhiều khi một tháng, hai tháng sau, một tuần sau nó không còn hiệu quả nữa ha. Những cái mà Việt làm như thế này là những cái Việt muốn chia sẻ cho bà con là những cái Việt đã và đang thực tế làm hiệu quả, để cho bà con có thể là trong quá trình bà làm, bị đặc biệt là vào mùa mưa. Bởi vì bà con, nếu bà con chăn nuôi bà con biết á, vào mùa nắng nóng cái liệu trình của mình nó sẽ khác ha, vào thời điểm giao mùa nó sẽ khác, vào thời điểm mưa dầm nó sẽ khác. Bà con nếu mà sau, nếu mà có trùng bánh xe thì cái quá phát đồ điều trị cho mình khoảng 3 ngày, còn nếu không có trùng bánh xe thì 2 ngày. Thì sau khi điều trị 2 ngày, bà con nói những thằng mà nó bị thú đuôi á, nó bị lở lét sốt huyết á, thì việc khẳng định cho bà con những thằng đó không cứu được, là những đó phải hao. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta quýnh định kỳ, nếu có thể ví dụ cái phát đồ điều trị, nếu mà bà con á, nhiều trường hợp bà con quýnh xuống cá nó không còn con cá nào, nó bữa trước bữa sau nó hao nó còn khoảng chừng ít, nó còn 10-20% thôi. Nhưng mà nhiều những người nó còn may mắn hơn thì người ta chỉ hao 50%, và có những người mà họ may mắn hơn nữa, cái tỷ lệ bệnh họ có 10-20% thôi. Bởi khi mà những trường hợp thú đuôi này, Việt sẽ nói cho bà con an tâm, nghĩa là khi bà con đánh xuống thì chắc chắn những nàng nào thú đuôi gan thận mũ là chúng ta sẽ không cứu được. Do đó thường á, những bà con nào mà cái lệ phá đề của bà con á, nó bị tỷ lệ nhiều đi, bữa trước mới có hao 5-3 kg, 4-5 kg thôi, mà bà con khi bà con đánh thuốc một ngày đầu nó tăng lên 20 kg, bữa sau tăng lên 30 kg, là bà con để ý những thằng hao đó, toàn là những thằng xuất huyết và thú đuôi không, là những thằng đó không có năng bình phục. Đôi lúc có những bà con chúng ta cần phải sáng suốt bình tĩnh, bà con ơi tại sao mà ông đưa thuốc tạt xuống nó lại hao nhiều, nó tự nhiên hao nhiều là mày đưa thuốc không hiệu quả. Bà con bể con cá mà nó để hình thành nên cái thú đuôi đó là nó bị xuất huyết, nó xuất huyết xong bắt đầu nó mới chuyển nhiễm nấm không, thì cái thời gian để biểu hiện ở bệnh thú đuôi ít nhất khoảng 5-7 ngày. Do đó mà bữa trước mà tạt xuống nó, bữa nay tạt xuống ngày mai chết hao nhiều, thì không phải là do cái thuốc người ta làm đâu, nghĩa là những thằng thú đuôi nó bệnh nó không chịu được nên đâm ra là nó mới tăng lên chứ được gọi nhiều ông á. Qua ngày hôm sau bắt đầu ví dụ thấy 2 ngày hao nhiều quá, tâm lý mình hao mà bắt đầu thấy nhót ruột, bắt đầu mình chạy đi chỗ khác mình mua thuốc. Nhiều khi có nhiều ông mua chai ớt về tạt, thậm chí là nhiều ông mua những cái vitamin điện giải về tạt hết, là nói thuốc người ta hay,
Nhưng mà thật sự cái đó là việc để nói, cái nói không phải là mình nói là trường hợp đúng phải, nhưng mà thật sự là rất là nhiều, lúc trước nuôi cái chai rất là nhiều, điều trị đeo theo này 3 ngày, sau đầu qua thấy nó đa không giảm, vẫn đứng tới chừng qua ngày thứ tư một ngày đưa có nhịp thuốc đứng nói thuốc hay, mà tới lần sau không hiệu quả nữa, thì chúng ta cần phải có một cái nhận định chính xác. Bởi vì cái bệnh thú đuôi này là thực sự là chúng ta cần phải nhìn chính xác, thì chỉ người chủ đìa người ta mới cảm nhận được thôi nha. Thì trên đây là những cái chia sẻ của việc trong quá trình việc làm. Thì có thể là gian trước việc hơi ít thời gian lên trên kênh, nhưng mà sắp tới thì theo yêu cầu bà con thì đôi lúc á, là việc sẽ làm mới lại những video của mình. Thì trong quá trình mà về bà con nuôi cá, nuôi ếch, thì bà con chăn nuôi, bà con muốn việc làm những cái video nào, thì thực sự là nếu mà thực sự như việc làm video thì thực sự rất là nhiều video, nhưng mà việc muốn cho bà con biết là trường hợp nào bà con cần thiết, bà con thì có thể bình luận trực tiếp đây, và bà con nhắn tin trực tiếp mình để mình có thể là mình thực hiện những video đó trước, rồi những video kia thì mình việc sẽ thực hiện từ từ sau nha. Thì bà con nếu mà con thêm video của mình hay hữu ích thì bà con nhớ bấm ký kênh ủng hộ giúp việc nha. Rồi việc hẹn gặp lại bà con ở những video sau.